kỷ niệm những ngày tháng chúng ta là học sinh của các trường của Hà Nội đã đi lao động bằng cái con đường này. Hôm nay chúng ta ngồi đây tuy là cũng hơi chật chội, nó phong cảnh nó cũng không được gọi là như ý lắm, tức là chưa được thỏa mãn cái đôi chân của các bạn. Tuy nhiên tôi thấy rằng trong cầu bầu không khí ấm cúng này thì chúng ta cũng rất vui. Cho tôi xin được vài lời xin lỗi. Kính thưa các thầy, các cô, thưa các bạn, hôm nay là ngày hôm qua là ngày 20 tháng 11, ngày Nhà giáo Việt Nam. Chúng em chưa có dịp chúc mừng các thầy, các cô. Hôm nay cho phép em được thay mặt các bạn, những học sinh cũ của các thầy, các cô, xin chúc các thầy, các cô những điều tốt đẹp nhất. Các thầy, các cô là những giáo đẹp nhất trong lòng chúng em, trong những năm tháng chúng em xa nhà. Chúng em mong các thầy, cô luôn mạnh khỏe, hưởng niềm vui tuổi già. Để chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Cũng như ngày này, xin chúc các nhà giáo là học sinh của lớp chúng ta và là niềm tự hào của lớp ta, là những người đã ươm thầm mầm non cho Tổ quốc. Chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Kính thưa các thầy cô, thưa toàn thể các bạn, như thường lệ hàng năm chúng ta đều gặp nhau toàn thể một lần, năm nay cũng vậy, chỉ có điều là nó muộn hơn mọi năm gần 3 tháng. Có lẽ vì chúng ta muốn chuyện thời điểm này để hưởng cái thời tiết trời thu Hà Nội, để thả cho hồn mình được bay cao hơn, xa hơn nữa. Hôm nay chúng ta cũng vinh dự được đón một số các bạn đang sinh sống ở miền Nam ra dự gặp mặt vui vẻ của ngày hôm nay. Đó là bạn Quang Trung, xin mời bạn đứng lên. Đó là bạn Công Kỳ, nguyên lớp trưởng của chúng ta. Công Kỳ đâu? Đó là bạn Minh Đức, gọi là Minh Đức, tỷ phú của chúng ta. Xin mời bạn Minh Đức đứng lên. Đó là bạn Tài Đức, Tài Đức, xin mời bạn Tài Đức đứng lên. Bạn Tài Đức có lẽ là ít chúng ta ít gặp mặt nhất vì bạn không có dịp. Sau bao nhiêu năm ở ẩn dật, hôm nay bạn đã trở về với quê hương. Xin chúc mừng bạn Tài Đức. Đó là bạn Nguyễn Khinh, xin mời bạn Nguyễn Khinh đứng lên. Đó là bạn Trọng Phú, xin mời bạn Trọng Phú đứng lên. Đâu rồi, đây. Chào các cụ. Đúng rồi, cái này đúng rồi.